Rồi bây giờ em bắt đầu hái mận nè mọi người ơi. Mận đây đó, trái rất là to nha. Bây giờ mình hái nè. Phải hái em, mặc dù là nó chưa chín đỏ nhưng mà ăn bây giờ cũng hơi ngọt ngọt rồi. Tại vì nếu mà mình không hái á, là nó sẽ bị mấy con raccoon hay con gì nó ăn mất của mình đó. Sau này khi mà em review, em sẽ nói cho biết mọi người cái trái mận này là mận gì nha. Nó rất là to đó. To lắm ạ. Bây giờ đi xem dưới này còn cái trái nào không. Chắc phải luôn. Nó chưa đỏ nhưng mà nó như nè, mọi người thấy to. Nếu mà không có hái bây giờ á là mất ăn thôi, tốt nhất cứ hái trước. Ok, hai trái này dễ nhìn nè, để sau này hái sau cũng được, tại vì bây giờ hái trước cũng chưa chín chưa ngọt mấy. Ok, chào mọi người nhé, bye bye mọi người.